Các khoa cấp cứu và hồi sức tích cực của Bệnh viện Phổi Thanh Hóa những ngày qua lúc nào cũng kín giường. Bệnh nhân nhập viện cấp cứu với các bệnh lý chủ yếu là hen phế quản, suy hô hấp, viêm phổi, nhiễm trùng đường hô hấp, phổi tắc nghẽn mãn tính. Rất nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bệnh nặng, phải thở máy, nhẹ hơn thì phải thở oxy. Hiện tại thì khoa cấp cứu đang điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân. Thì gần như là cái thay đổi thời tiết là một trong những cái tác nhân mà nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh. Đặc biệt là những cái ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, suy hấp, hen phế quản thì nó thường xuyên vào trong tình trạng rất là nhiều, đông và mức độ bệnh nhân vào là tình trạng rất là nặng. Rất nhiều trường hợp chúng tôi đã cấp cứu thành công. Bên cạnh đó thì cũng có những ca là do cái tình trạng đến quá muộn dẫn đến là cái việc chăm sóc và điều trị nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, mỗi ngày, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa tiếp nhận khoảng 500 bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh, tăng khoảng 15-20% so với thời điểm trước tháng 1 năm 2024. Tỷ lệ bệnh nhân nặng phải nhập viện điều trị nội trú cũng gia tăng. Các bác sĩ cho biết, phổi là cơ quan tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài khi chúng ta hít thở, nên tất cả sự thay đổi bên ngoài môi trường đều ảnh hưởng tới phổi. Đặc biệt, với các trường hợp có sức đề kháng kém như người cao tuổi, người có bệnh lý nền càng dễ bị tổn thương khi thời tiết giao mùa thay đổi đột ngột. Đối với các cái bệnh nhân mắc các cái bệnh phổi mãn tính thì với cái thời tiết lạnh và ẩm mà thay đổi thất thường như hiện nay thì cần phải giữ ấm và tránh các cái đi ra ngoài khi trời thời tiết bên ngoài quá lạnh và không tránh những cái việc là đi ra ngoài nó không cần thiết. Thứ hai là về ban đêm thì tránh các cái cửa đóng cửa kín cửa, có tránh các cái gió lùa và cũng không dậy và thức giấc và đi ra ngoài vào ban đêm, kể cả các cái việc vệ sinh cá nhân thì nên ở trong phòng khép kín để đảm bảo được cái việc thay đổi thời tiết đột ngột nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe cũng như là làm gia tăng cái đợt cấp, cái cơn cấp khi mà nó khởi phát đối với các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Cùng với các biện pháp phòng bệnh trên thì người cao tuổi cần cảnh giác với những dấu hiệu bệnh, chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể, kịp thời đi khám và điều trị bệnh, tránh để bệnh diễn tiến nặng.